Vâng, Trường Phát xin chào tất cả mọi người. Video này và giới thiệu đến mọi người một bộ loa vi tính của hãng Zumboy. Phải nói đây là một bộ loa vi tính rất khủng và đẹp, với sự kết hợp giữa hai loa cây của hãng Zumboy và cục súc của hãng Zumboy với model JB8100. Loa cây cao khoảng 70 cm và có hai loa con ở bên trong. Và cục súc của loa Zumboy 8100 rất là khủng, nó khủng hơn so với những dòng súc thông thường khác. Đây mọi người có thể nhìn chiều dài của súc rất là sâu. Với bảng đèn ở phía trước và có hai cái vòng đèn xanh đỏ được thiết kế ở hai cái lúm to ở trước mặt, ban đêm nhìn rất là sáng và đẹp. Lỗ thông hơi ở chính giữa và có hai đường mic, mic 1, mic 2 vẫn hoạt động bình thường, có thể hát karaoke. Đặc biệt là có cả cổng USB, thẻ nhớ, rất là tiện. Và hai cái lúm to này bên tay trái nó là chỉnh volume, bên tay phải nó là chỉnh bass. Đây là volume của mic này, đây là chỉnh check và echo. Echo chế độ vang nhạc khi hát karaoke. Hát karaoke thì nó hát cũng tạm tạm thôi, nhưng không được hay. Nhìn những bộ âm thanh đắt tiền được gọi là để giải trí. Ok, em test qua các chức năng của cục súc. Giấc ngủ yêu thương gọi.
bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò nhiều hoang, đường mòn quanh co ôm chân hàng che thắm, nghe gió chiều nhẹ lại.